Thế bố bảo con về đón à? Vào đây bố này bảo bố nhớ mẹ con thì làm thế nào? Bảo ca nhớ nhớ việc nhớ nhớ được vẫn nhớ chứ Thế ông này đòi về? không. Ba nhà mày đuổi về ta mới về. Con làm sao mà dám đuổi bố về? Con mong đón bố vào đây chả được thì thôi thì đuổi bố về. À thế à? À. Nào cứ nói tếu thế xem mày trả lời thế nào Thì con cũng cứ trả lời tếu thế xem bố bảo thế nào. à. Thế bố nhớ con chưa? Nhớ một tí thôi. Gì? Nhớ một tí thôi. Một tí thôi á? Chứ một tí thì ra đoán làm sao được. Thế nhớ nhiều mới nói. Vâng, phải tầm khoảng 30 tí. Ừ, mà đến 20 tí rồi đấy. À, đến 20 tí rồi. Thế Ờ. ở nhà tối thì ai ngủ cạnh bố? Ai hốt thì mà. Có cái chăn ngủ cạnh bố thôi. Có cái chăn ngủ cạnh bố thôi.